Video này được mang đến cho bạn bởi Content Hạnh Phúc, editor Minh Châu và tôi Hoàn Quải. Video phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Video này được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn vui lòng comment phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Và đây là Grace. Grace là mèo mù, mồ côi nghèo khó nhưng vớ được quả cá rán là Alex siêu giàu có. Cuộc đời của cô giờ chỉ còn cách thế giới danh gia vọng tập đúng một trò chơi. Đây là bởi vì con dâu con rể muốn được chấp nhận trong gia đình của Alex, gia tộc Le Dormas, thì phải chơi một trò chơi bất kỳ do cái hộp này chọn ra. Và trò chơi được chọn ra chính là đi săn cô dâu để hiến tế cho quỷ dữ. Liệu rằng Grace có sống sót được đến khi bình minh tới? Giờ là bắt đầu phim. Trong đêm tối, hai cậu bé sợ hãi chạy dọc hành lang của căn biệt thự. Đấy là Alex và anh trai Daniel. Daniel bảo Alex trốn vào trong tủ, còn Daniel đứng bên ngoài cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng lúc ấy có một người đàn ông bị thương chạy tới, cầu xin Daniel giúp anh ta thoát khỏi những kẻ đang truy đuổi. Nhưng Daniel lại hô lớn, báo cho mọi người biết, nhóm người đeo mặt nạ lập tức chạy đến. Một kẻ phóng một mũi tên hạ gục người đàn ông, một kẻ đến xoa đầu khen ngợi thằng bé. Người đàn ông bị thương kia thì bị kéo vào một căn phòng kín. Tình hình như này là tèo rồi. Đấy là một trong những lần gia tộc Le Dormas chơi trò truy sát con rể. 30 năm sau, chúng ta quay lại với đám cưới của Grace. Sau ngần ấy năm thì Alex đã rời bỏ gia đình, nhưng Grace thì nhất quyết muốn quay về để cưới. Đây là Daniel khi lớn. Anh này cũng ngầm cảnh báo Grace chạy ngay đi. Nhưng mà thôi, dù sao thì hai người cũng đã quyết định làm đám cưới rồi. Alex vẫn chần chừ muốn Grace cùng nhau bỏ trốn. Nhưng tất nhiên, Grace vẫn đơn giản nghĩ bọn nhà giàu này cùng lắm là xấu tính thôi. Đây là ông bố chồng Tony, chủ gia đình hiện tại. Đây là dì Helen, chồng cô này chính là người bị săn bắn nãy, giờ thành bà cô ế chồng quạo cọ trong đám cưới cháu trai. Đây là bà mẹ chồng Becky, à không Becky, Becky hút thuốc lá. Becky thân thiện với con dâu. Becky cũng từng gặp vấn đề với gia đình tài phiệt nhà chồng. Becky rất thương con trai. Tin tôi đi, đây chắc chắn là combo red flag của mẹ chồng. Phần còn lại của đám cưới thì diễn ra suôn sẻ. Cô dâu chú rể bước vào lễ đường với sự chúc phúc của quan viên một họ cùng cái lọ lộc bình. Tối đến, Grace nôn nóng đe chú rể ra muốn động phòng, thì bà dì Helena bất ngờ xuất hiện trong góc phòng, thông báo rằng mọi người đang chờ đợi để họp gia đình. Hóa ra là bà dì này vào phòng bằng cửa thông ra hành lang của người hầu. Quay lại chuyện họp gia đình, Alex tiết lộ về truyền thống của dòng họ Le Dormas. Họ khởi nghiệp từ những trò board game, nên cứ có người vào thì phải chơi một trò chơi vào nửa đêm. May mắn thì chơi những trò đơn giản như cờ vua, cờ thú, cờ họ. Còn trò kinh dị các thứ thì Alex giấu tịt hết. Chơi thì không cần thắng, chỉ cần cứ chơi thôi là được. Alex sau đó xuống tầng dưới để cho Grace bình tĩnh lại đi xuống sau. Ở phòng ăn, Alex nói thẳng với bố là chơi xong thì hai vợ chồng sẽ đi luôn, còn vợ anh sẽ không bao giờ biết được sự thật. Khi Grace bước vào phòng, cô được mẹ chồng chào đón nồng nhiệt. Bà vận động con dâu giúp hàn gắn Alex lại với gia đình. Alex vừa kéo Grace ra khỏi mẹ thì gia đình chị ruột Emily với hai đứa con lại đến hỏi thăm. Fitch, chồng Emily ngày xưa cũng đã an toàn vượt qua trò chơi. Ngoài ra còn có Charity, vợ của Daniel nữa. Đấy là đầy đủ các thành viên trong gia đình rồi. Mọi người bước vào trong phòng trò chơi, nơi có đầy đủ các hoạt động săn bắn, vũ khí và trưng bày động vật. Tony mở bài bằng câu chuyện của gia tộc Le Dormas. Ông cố của họ là một thủy thủ buôn bán nhỏ. Một lần ông gặp được ngài Le Bell chuyên sưu tầm đồ cổ và giúp ông ta phá giải chiếc hộp bí ẩn. Thế là ngài Le Bell đã hứa tài trợ cho bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào của ông cố. Vì thế nên gia đình này có truyền thống để chiếc hộp trong chuyện chọn trò chơi để chào đón thành viên mới đến với gia đình. Và Grace đã chọn được chiếc thẻ trốn tìm, Hide and Seek. Grace hớn hở, xưa chơi game người ta còn gọi cô là High on Bush cơ mà. Nhưng mọi người xung quanh thì chìm trong im lặng vì trò này chính là trò săn người man dợ kia. Luật của trò chơi chỉ là Grace đi trốn, cả nhà đi tìm cho đến bình minh. Alex thì thầm bảo cô đợi ở trong phòng, nhưng Grace muốn chơi đàng hoàng thật. Các camera sẽ được tắt để đảm bảo tính công bằng. Tất cả cửa nẻo đều khóa kỹ lại để giới hạn trò chơi trong nhà. Nhạc nối lên và trò chơi bắt đầu. Grace phấn khởi chạy đi tìm chỗ trốn trong chiếc váy cưới. Còn những người còn lại trong gia đình thì đang nhận vũ khí từ quản gia, rồi chờ đợi cho bài hát kết thúc. Và rồi, đã đến giờ đi tìm. Grace thì đã trốn ở trong thang máy nhỏ để đồ ăn. Alex thì bị giam lại trong phòng họp, và Charity làm nhiệm vụ canh cửa không cho thằng em rể ra ngoài. Nhưng mà Alex vẫn ra ngoài được bằng cửa cho người hầu. Cái gia đình này đúng đần. Grace ngồi được một lúc thì chán quá, nên là mò ra ngoài để tìm chỗ trốn khác. Đang nhón chân đi dọc hành lang thì Grace nghe tiếng người giúp việc đang đi tìm cậu con trai nhà Fitch. Một bàn tay bất ngờ tóm lấy Grace từ phía sau. Đấy chính là Alex. Alex vội kéo cô núp sau giường.
vì lúc đấy cô giúp việc đang đi vào để tìm cậu chủ mất tích. Ngoài cửa vang lên tiếng đổ vỡ gì đó nên cô giúp việc quay ra tìm, rồi đoảng, đầu cô giúp việc banh ra nhiều quả dừa hấu. Cùng lúc đó bà chị Emily phấn khích hô hào mọi người chạy đến. Nhưng đến khi phát hiện cô bắn nhầm thì mọi người bắt đầu ồn ào trách cứ. Grace đến giờ mới hiểu cái nhà chồng này đang đi săn cô để hiến tế cho cái quỷ gì đó. Mọi người nhanh chóng giải tán, còn cái xác cũng được mang ra ngoài. Grace sốc nặng, cái thể loại nhà chồng như này thì đến hentai cũng chả nghĩ ra được. Alex thì vội vàng chuẩn bị mọi thứ để chạy trốn. Alex kéo Grace vào hành lang dành cho người hầu. Ngay khi Emily quay lại hít một hơi và lấy khẩu súng để quên, Alex lúc này cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể. Gia đình họ tin rằng nếu không hiến tế Grace thì sẽ có một điều khủng khiếp xảy ra. Tiếng tranh cãi của họ vang đến phòng vệ sinh nơi Fish đang trốn trong đó. Nhưng anh ta mặc kệ mà ngồi xem tiếp hướng dẫn sử dụng nỏ. Ông Fish này cũng chẳng mặn mà với cái truyền thống này cho lắm. Quay lại với Alex, nếu đã cưới ở đây thì anh buộc phải để cho Grace rút bài, không thì cả hai sẽ bị gia đình trừ khử ngay lập tức. Trong quá khứ đã có vài cặp đôi chịu cảnh ngộ như thế rồi. Alex cũng khổ lắm chứ, cưới thì vợ phải gặp nguy hiểm, không cưới thì Grace không chịu. Giờ thì nhiệm vụ của Grace là chạy đến nhà bếp. Alex sẽ đi đến phòng điều khiển để mở cửa cho cô chạy thoát. Grace bước được vài bước thì cúi xuống xé toạc chiếc váy cô dâu ra cho dễ chạy hơn. Ai mà suy nghĩ nhiều thì có thể sẽ bảo đấy là dấu hiệu cho một cuộc hôn nhân tan vỡ, cho sự vươn lên mạnh mẽ của nữ chính. Tôi thì chắc chắn đấy là do vướng chân nên là xé. Grace đi đến cuối đường thì thấy hai cánh cửa, chẳng biết cái nào dẫn ra bếp. Cô chọn bừa thì gặp ngay Tony và Daniel đang khiêng xác cô hầu. Quay đầu lại thì gặp Emily bất ngờ xả súng. Nhân lúc đám Tony bận né đạn, Grace chạy ngay vào phòng làm việc, cố gắng tìm cách thoát ra ngoài hoặc gọi cầu cứu, thậm chí định phá cả cửa kính ra. Nhưng có tiếng bước chân đang đến gần nên cô vội vã nấp lại trước đã. Người đến chính là Daniel. Daniel không muốn hại cô nhưng cũng không muốn phản bội gia đình, nên để cho Grace chạy đi hẳn rồi mới gào lên báo cho mọi người biết. Charity hớn hở đến đầu tiên, song tỏ ra thất vọng vì nghĩ rằng Daniel đã vụt mất con mồi. Daniel thì chất vấn ngược lại đạo đức của Charity. Cái này là hoàn toàn man dợ và vô nhân tính, mà sao trông Charity lại có thể hứng khởi đến như thế? Charity thì bảo do cô có một quá khứ. May mà cái phim này không khai thác quá khứ ấy là cái gì. Anyway thì vì cái quá khứ ấy mà Charity sẽ bằng mọi giá không để mất đi hiện tại. Lúc này thì những người khác mới xông vào. Emily nhận ra là đã làm mất khẩu súng ở đâu mất rồi. Thế là Fish mới đưa cho vợ cây nỏ. Emily vừa cầm lên thì đã bắn ngay vào miệng cô giúp việc hai. Thế là Fish đành phải dẫn vợ ra bên ngoài để an ủi. Charity chợt nghĩ đến việc dùng mấy cô giúp việc này để hiến tế, nhưng mà dì Helen nhất quyết bảo không. Dì đang định làm một bài phát biểu hùng hồn thì cô hầu gái lại ợ lên một cái. Helen cáu kỉnh vùng dìu chấm dứt cuộc sống lay lắt kia và quay lại khẳng định phải bắt bằng được cô dâu trước khi bình minh. Becky gợi ý sử dụng camera cho nó nhanh, dù Helen nhất quyết phản đối, nhưng những người khác thì chỉ muốn chuyện này kết thúc sớm cho nó nhanh, nên là cũng đồng ý. Họ chia nhau ra bật camera và tiếp tục truy lùng Grace. Lúc này Grace đi vào phòng họp và lấy một khẩu shotgun cùng một dây đạn. Thôi xong rồi, it's Rambo time. Khi đi qua gương, Grace ngẩn ngơ nhìn bộ dạng hiện tại. Trông cái bộ dạng có giống sắp vào trận Battle Royale không? Alex đã đến phòng bảo vệ và tìm cách bật camera mở cửa ra. Grace ở phòng bếp định dùng súng phá cửa luôn. Nhưng mà gái ơi, súng đã cho đạn vào đâu? Lúc này thì tay quản gia lại đi vào bếp. Grace lén lén lút lút trốn xuống dưới sàn. Alex cũng đã tìm được cách bật camera lên. Nhưng Daniel và Tony cũng đã nhận ra điều gì đó và tăng tốc đi đến phòng bảo vệ. Trở lại bếp, Steven đang chuẩn bị trà. Grace lặng lẽ nạp đạn cho khẩu súng. Ngay khi khóa cửa bị vô hiệu, Grace đứng dậy, hùng hổ chĩa súng về tay quản gia, yêu cầu ông ta thả cô đi. Nhưng mà gái ơi, súng này súng giả đấy. Grace nhanh tay đập ấm trà nóng vào mặt ông ta. Ông này cũng không vừa, vung vẩy dao làm bếp chặn cửa lại. Grace thấy không ổn thì phải té luôn. Trong phòng an ninh, Alex phá hủy bộ điều khiển trước khi bố và anh trai xông vào và đánh bất tỉnh Alex. Hai người sau đó khiêng Alex ra khỏi phòng bảo vệ. Grace nghe thấy Tony và Daniel từ xa. Cô quay lại chỗ thang thức ăn để lẩn trốn, nhưng bên trong đã có sẵn một người trốn ở trong đó. Cô này được thuê để về nhảy múa mua vui cho Tony sau khi biết Grace là người mà họ đang săn đuổi. Cô ta gào lên báo cho tất cả mọi người biết, rồi cua tay bấm trúng nút thang máy đi lên. Nửa thân người cô này bị kẹp lại, nửa thân sau thì đi lên tầng. Bất lực, Grace đành phải tiếp tục tìm chỗ để trốn. Trong phòng ngủ, Tony còng tay Alex vào giường. Đúng lúc ấy quản gia đến báo cửa sổ và cửa ra vào đều không khóa, và có thêm một người nữa đã chết. Ai cũng tưởng là Grace đang bắt đầu tấn công ngược lại, nhưng không một ai biết rằng Grace đang trốn ngay bên ngoài cửa sổ. Grace còn nghe thấy gì Helen. Chắc chắn Alex cũng là một kẻ biến thái như thế.
Chẳng qua là anh này chưa dám chấp nhận điều đó. Thậm chí Alex là người duy nhất trong gia đình từng nhìn thấy ngài LeBel. Ngài LeBel nói chung là vỏ bọc cho con quỷ mà họ đang thờ. Grace bên ngoài quyết đoán nhảy xuống dưới. Cô vội vàng chạy ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ tổ chức đám cưới thì cô chững lại một chút. Mọi chuyện mới cách đây mấy tiếng. Grace tiếp tục cắm đầu chạy về phía hàng rào. Cô nhận ra có ánh sáng đèn pin lấp ló ở gần nên chạy trốn vào trong nông trại nuôi dê. Nhưng hóa ra đấy chỉ là thằng con mất tích của Emily. Grace thở phào và đi ra nói chuyện với thằng bé. Ai ngờ nó chào lại bằng một phát bằng, đục ra một lỗ to đùng trên bàn tay phải của cô. Này thì láo chó, quần láo lếu. Nhưng cô mất thăng bằng và ngã xuống một cái hố. Bên dưới đấy thì chứa đầy xác dê. Lý do tồn tại của cái hố này là vì nhà L. Delmas tháng nào cũng phải cắt tiết hiến tế một con dê cho quỷ dữ. Và cái hố này cũng để xác những kẻ ra đi trong trò chơi trốn tìm luôn. Grace cố gắng trèo thang lên bằng tay trái, nhưng mà thang cũng cách miệng hố một khoảng. Khi leo lên đến bậc cuối cùng, Grace vươn tay trái bám lấy thành để vươn lên. Cái thang cũ nát cũng bị gãy ngay lúc đó. Không còn lựa chọn, Grace vươn tay phải lên, móc lỗ đạn bắn vào cái đinh trên miệng hố, rồi kéo người mình lên. Cô lại gào lên một lần nữa khi rút tay ra. Grace đau đớn xé áo băng bó tay lại. Xong xuôi cô lại đứng dậy tìm đường đi ra hàng rào. Charity đang hút thuốc bên ngoài thì thấy Grace đang chạy. Cô ta giơ súng bắn nhưng trượt. Cái bọn nhà giàu này cũng chả có được đào tạo gì hết cả, toàn bắn tùm lum. Nhưng quan trọng là cô ta đã biết hướng đi của Grace để báo cho quản gia. Quay lại với Grace, cô mò ra hàng rào nhưng không trèo qua được do đau tay, và cũng do không biết cách đạp chân lên mấy cái họa tiết trên hàng rào nữa. Thay vào đấy thì cô bẻ một cái thanh hàng rào bị gãy sẵn, rồi cố vươn người ra để gọi cầu cứu. Grace gấp đến mức để hàng rào cắt qua người cũng phải trôi qua cho bằng được. Thế mà con xe bên ngoài chẳng thèm cứu cô. Trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi. Grace nhìn thấy có xe đi ra từ trong nhà lửa Dormas nên lập tức chạy vào trong rừng. Chiếc xe đó là do tay quản gia ra ngoài để tìm kiếm. Trong lúc đó gia đình Tony cực kỳ lo lắng. Nếu Grace vẫn sống vào buổi sáng thì tất cả họ sẽ phải chết. Đã có một gia đình khác làm gương rồi. Ngài LeBel thì che giấu cái chết tàn khốc của gia đình đó bằng một vụ hỏa hoạn. Thế nên cả đám phải nghiêm túc lại mà làm các thứ chuẩn bị đi. Trong lúc đấy thì Alex cố gắng phá còng tay để thoát ra ngoài. Emily và Daniel thì vứt bỏ xác người giúp việc vào hố dây. Daniel thì đã chán với cái trò chơi tàn bạo này lắm rồi. Nếu xét về tội lỗi thì gia đình họ phải xuống đến tầng 36 địa ngục. Nhưng với tâm lý người mẹ thì Emily thả hy sinh Grace còn hơn là làm hại cô. Đúng lúc đấy thì Emily nhìn thấy con trai ngất ở đấy. Thằng bé hớn hở khoe đã bắn lủng tay Grace. Emily lập tức ôm lấy con rồi khen lấy khen để. Đấy, rồi biết con hư tại ai chưa? Lúc này tay quản gia đã tìm thấy Grace, vật lộn bắt cô lại trên bãi cỏ như một thằng già khốn nạn. Grace cũng chẳng hiền lành mà siết lấy cổ ông ta rồi cướp xe bỏ đi, mà không hề để ý thấy tay quản gia vẫn còn sống. Grace gọi cho một công ty hỗ trợ xe để được giúp đỡ, nhưng chiếc xe đã được báo cáo là bị đánh cắp nên đã tự tắt máy. Chiếc xe dừng lại giữa đường. Rồi chẳng hiểu sao tay quản gia xuất hiện ngay bên cửa sổ. Xuất hiện nhanh cỡ này thì phải ngang flash. Ông ta bắn thuốc an thần vào tay Grace, rồi lái xe đưa cô ta về biệt thự. Ông ta còn video cô về thông báo cho mọi người. Tay quản gia còn hợm hĩnh bật nhạc to đùng để ăn mừng. Không hề biết được Grace đã tỉnh dậy lăm le hạ gục ông ta. Gia đình L. Delmas cố gắng cảnh báo nhưng tiếng nhạc át hết rồi. Grace đá thẳng vào mặt anh khiến xe bị lật. Chẳng biết bao lâu sau, Grace tỉnh lại, mệt mỏi bò ra khỏi chiếc xe tai nạn. Phải nói là bà chị này sống dài thật đấy. Cơ mà Daniel đã tìm đến nơi. Grace thuyết phục anh ta thả cô đi. Daniel đấu tranh nhưng bảo không, chả có lý do gì để hy sinh cả gia đình để bảo vệ cô cả, rồi đánh ngất Grace đi. Nhưng thật ra anh này làm thế vì ông bố đang núp ở gần đấy. Lúc này bà mẹ tìm đến Alex, thông báo về việc cả nhà đã bắt được Grace. Alex vẫn cứng miệng bảo sẽ cứu vợ khỏi mọi người. Và cái gia đình này đã quá mù quáng khi tin vào lời nguyền. Nhưng mà Becky bẻ lại ngay, nếu như không tin vào lời nguyền thì chính Alex đã đưa Grace bỏ đi từ đầu rồi. Thế là Alex lộ luôn. Anh này biết thừa những gì gia đình làm và nó kỳ lạ vãi chưởng. Nhưng cái không ổn đấy chính là anh không thấy nó kỳ lạ. Thế nên Alex mê Grace vì cô khiến anh cảm thấy bình thường. Becky cười khẩy với mấy câu đấy. Tao đẻ ra mày đấy con trai. Trong lúc này, nhà L. Delmas bắt tay chuẩn bị cho lễ hiến tế. Grace tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trên bàn, có vẽ hình ngôi sao năm cánh. Những người xung quanh truyền tay uống ly rượu nghi lễ. Grace gào thét dãy giụa muốn thoát ra ngoài. Tony giơ cao con dao rồi lại khựng lại. Hóa ra Daniel đã trộn axit và rượu khiến cho mọi người ngộ độc. Anh cuối cùng đã quyết định giải cứu Grace.
Nhưng Charity chặn hai người lại, Daniel đứng ra chắn cho Grace. Nhưng ai ngờ Charity lại cướp cò thật. Grace lạnh lùng bước tới cướp súng, đập cho Charity bất tỉnh. Grace quay lại cảm ơn Daniel, rồi tiếp tục chạy trốn. Lần này thì đến lượt Tony chặn đường cô. Nhưng mà giờ mày đã yếu như siêu nhân dính Kryptonite rồi, tao mồ côi nên tao phải mạnh hơn mày chứ. Ảm Batman được chưa? Cô tiện tay vứt cái đèn cầy làm lửa bén vào rèm. Alex lúc này thoát ra thì tìm thấy Daniel đang gục ngã. Phía bên kia thì đại chiến mẹ chồng con dâu đã nổ ra. Grace nắm lấy chiếc khăn trải bàn, kéo chiếc hộp trò chơi xuống, rồi dùng nó phang thẳng vào đầu mẹ chồng. Hành động đấy thì lại tình cờ bị Alex nhìn thấy. Grace giờ như con thú bị thương, mất niềm tin vào loài người. Nhìn thấy chủ cũ, cô sợ hãi cẩn trọng lùi lại, né tránh cái ôm của Alex. Nhưng khi Alex bắt đầu khóc than về cái chết của Daniel thì Grace lại tin tưởng anh là đồng minh. Nhưng đó lại chỉ là một cú lừa. Alex đã chọn đứng về phía gia đình. Trời đã bắt đầu bừng sáng. Nhà Le Dormas giữ chặt Grace trên bàn, dự định để cho Alex tự tay hiến tế. Nhưng Grace đã né sang một bên và để con dao đâm vào vai. Cô bật dậy khỏi bàn, chĩa dao về phía mọi người với tiếng thét rung đến từng dây thanh quản. Helen mới kéo rèm ra. Ánh sáng ngày mới chiếu vào khiến mọi người hốt hoảng cực độ. Nhưng mà chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Mọi người bắt đầu tin rằng chẳng có lời nguyền cũ gì ở đây hết. Helen thì nghĩ rằng ngài LeBel cho họ thời gian để vượt lên chính mình, nên túm lấy cái rìu lao vào Grace. Bùm! Tiếng nhạc trò chơi trốn tìm méo mó vang lên. Và rồi lần lượt từng người nhà Le Dormas nổ tung. Grace bật cười khoái trá. Nụ cười này có độc ác hay không à? Không đâu, xứng đáng lắm. Alex là người cuối cùng còn sót lại. Anh ta bắt đầu cầu xin Grace tha thứ. Nhưng chẳng ai tha thứ cho bọn hai mặt như thế cả. Grace tháo nhẫn ném vào người anh ta. Bùm! Ở trên chiếc ghế, ngài LeBel thoáng hiện gật đầu với cô. Grace rời khỏi ngôi biệt thự đang rực cháy và ngồi trên bậc thềm. Cô rút ra một điếu thuốc và thầm hứa có chết già cũng không lấy chồng thêm phát nào. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.